Các bạn ơi, hôm nay mình sẽ làm một món chay nhé. Đây là món chay thứ nhất của mình trong cái kênh này. Vì có bạn bảo mình là học làm vài món chay đi, nên mình cũng đã thử. Đây là món chay đầu tiên, là món chả là lốt chay. Để làm món chả là lốt chay này, các bạn chuẩn bị cho mình nguyên liệu này. Gồm có này, nửa củ hành tây các bạn băm nhỏ này, mộc nhĩ khoảng 3 thìa ăn phở này, các bạn băm nhỏ này, lá lốt 2 thìa ăn phở các bạn băm nhỏ này, nửa thìa cà phê mì chính, nửa thìa cà phê tiêu và 1 thìa cà phê bột canh. Các bạn có thể sử dụng hạt tiêu, hạt lêm chay nhé, thay bột canh. Và đây là đậu mình tự làm mà mình đã cất tủ lạnh này. Mình sẽ cho hết cái chỗ đậu này khoảng 200g này vào, mình sẽ băm nhuyễn. Để các bạn muốn nó tạo sự kết dính thì các bạn có thể cho một chút bột bắp hòa với nước, các bạn đổ vào đây. Hoặc là như thế này các bạn cuốn luôn cũng được. Cuốn cho mình đi rán. Và hôm nào mình sẽ làm món bì chay ấy, làm bì heo nhưng mà giả từ từ bún tàu hay còn gọi là miến. Mình sẽ cố gắng làm được những cái món chay đơn giản để mọi người cùng làm. Rồi bây giờ trộn đều như này rồi, các bạn có thể cho ít nước tương vào vì đây là món chay nên mình không cho mắm. Rồi bây giờ mình sẽ đi gói. Bây giờ mình tiến hành mình gói nhé các bạn nhé. Lá lốt thì các bạn là lật cái ngược cái mặt là phải xuống dưới như này. Đây, mình sẽ gói thành miếng như này, mình sẽ đi dán luôn. Các bạn mà dán ít dầu thôi, không cần dán nhiều đâu, đây là món chay mà. Mình cứ dán như vậy đến hết mà thôi. Với món chả là lốt chay này các bạn phải rán giòn một chút để ăn cái vỏ cho nó giòn. Vì đã là đầu chay rồi thì mình nên làm cho nó thơm, nó hấp dẫn hơn thì nó sẽ dễ ăn hơn. Như vậy là mình đã xong đĩa chả là lốt chay rồi đây các bạn ạ. Nhìn rất là hấp dẫn đúng không ạ? Vào những ngày rằm và mùng 1 thì các bạn nên làm vài món chay ăn thay đổi khẩu vị mà cũng rất là ngon. Nếu các bạn thích thì hãy like và chia sẻ của video của mình nhé. Bây giờ mình sẽ ăn thử bên trong. Bây giờ mình sẽ ăn thử nhé. Nhìn rất ngon. Vỏ bên ngoài thì giòn thơm, bên trong thì đậu hũ mềm và hòa quyện với cái vị dai dai của miến và vị ngọt của hành tây, rất là ngon các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ dừng video tại đây.